Bạch thầy, cho con xin hỏi, tháng 7 âm lịch có phải là tháng cô hồn như mọi người thường nói và không nên đi lại nhiều vì dễ gặp tai họa, hay không nên làm việc lớn trong tháng 7 này vì sẽ thường thất bại, đúng không ạ? Theo các quý vị, có phải tháng 7 là tháng cô hồn không? Các quý vị Phật tử chúng ta nghĩ tháng 7 là tháng cô hồn không? Không. Người học Phật của chúng ta tháng 7 là một tháng gì? Tháng tri ân. Một tháng báo ân. Một tháng mà chư tăng gì? Sau 3 tháng an cư, công đức vô lượng. Phật dạy cho đệ tử của Ngài là Tôn giả Mục Kiên là và dạy cho các đệ tử của Ngài. Đó là sau 3 tháng an cư chư tăng làm lễ tự tứ, công đức của 10 phương tăng vô lượng vô biên. Cho nên á, các ông, các thiện nam tín nữ đời này và đời sau, nếu muốn báo đáp thâm ân của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên, không chỉ một đời hai đời nhiều, mà còn gì đến nhiều đời nhiều kiếp, hay gì vân tập nhau lại cúng dường chay tăng, cùng nhau đọc tụng kinh điển, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho gì, cho lục thân quyến thuộc đã qua vãng thì sớm được gì, thoát hóa cảnh khổ, được sinh về cõi lành thì được tăng phúc tăng thọ. Còn hiện đời thì được gì? Được cát bảo bình an, vân vân. Đó, cho nên tháng này đối với những người Phật tử, những học Phật của chúng ta là một tháng gì ạ? Đại phúc đức, đại cát tường, đại tri ân. Chúng ta đại tri ân thì là sẽ có đại phúc đức, đại tri ân thì sẽ có đại cát tường. Cho nên tháng 7 này còn gọi là tháng gì ạ? Còn gọi là cái lễ Vu Lan của chúng ta gọi cái lễ gì? Lễ xá tội vong nhân. Tức là ngày gì? Ngày mà Diêm Vương mở cửa ngục để tha bổng những tội nhân ở trong địa ngục đã biết ăn năn, biết sám hối. Vậy chúng ta thử xem, nếu như người thân chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ, những người thân chúng ta làm một việc gì đó xấu ác vi phạm pháp luật bị đi tù, đáng nhẽ phải tù 10 năm, nhưng nay mới đến 7 năm hoặc 8 năm ở trong thì chấp hành tốt và được gì? Các cơ quan pháp luật nhà nước là gọi là ân xá. Và đáng nhất thì phải 10 năm mới được ra tù, nay mới có 7 năm. Chúng ta nhận được cái lệnh báo của cơ quan nhà nước là gì? Người thân chúng ta được gì? Được thả trước thời hạn tù 10 năm, ân xá thì thả trước 3 năm. 7 năm đã thả rồi. Và chúng ta thấy việc đó là vui hay mừng? Các quý vị xem. Việc đó vui mừng, vui mừng hay là gì, hay là đau khổ, hay là lo lắng? Đấy, chắc chắn việc đó là vui mừng. Vậy việc vui mừng như vậy là gì? Là cát tường chứ đâu phải là xấu đâu. Các vong hồn, các loại ngạ quỷ cô hồn, vân vân, không phải ai xa lạ. Đức Phật nói chính là gì? Người thân của chúng ta đó. Cho nên khi xưa Đức Phật tại thế, một hôm đi khất thực, Ngài nhìn thấy một gì, một đống xương khô. Tự nhiên là Đức Phật quỳ xuống và lại ba lễ rất là thành kính. Tôn giả A Nan thấy lạ, đi lên với bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là một đấng gì, là một bậc đạo sư, là thầy của trời người, ai ai cũng đối trước Ngài cũng phải cung kính đỉnh lễ Ngài, tại sao nay Ngài lại đi gì đỉnh lễ một đống xương khô như vậy? Đức Phật ôn tồn bảo Tôn giả A Nan đệ tử của mình rằng: này A Nan, đối với ông chỉ thấy đó là một đống xương khô, nhưng đối với Như Lai, Như Lai không phải thấy đó chỉ là một đống xương khô, mà đống xương khô mà ông nói đó, đây chính là gì? Là cha ta, là mẹ ta, là những người đã sinh ra ta, đã nuôi lớn ta, đã giáo dục ta, đã tác thành, đã làm cho ta trưởng thành. Cho nên ta gì? Ta đỉnh lễ, ta tri ân, ta báo ân. Đó, chúng ta thấy, chúng ta thấy. Cho nên cái ngày, cái tháng 7 này đối với Phật giáo của chúng ta là tháng đại cát, đại lợi, đại hỷ. Thật sự là vui mừng, thật sự là tốt đẹp khi người thân chúng ta
nhiều đời nhiều kiếp. Do gì? Làm nhiều những việc ác, đọa trong ba đường ác đạo. Nay nhờ sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, nhờ sự gì? Sự hoan hỷ từ bi của các vị Diêm Vương lưu đầu ngục tốt, đem mở cửa ngục, khai phóng vong nhân, khiến cho những vong linh người thân của chúng ta được thoát hóa, được đi đầu thai về cõi lành. Đó là việc tốt hay việc xấu? Việc tốt. Nếu chúng ta làm được và nghĩ được đấy là việc tốt thì chắc chắn đó là việc tốt. Hôm qua tôi mới đọc thấy một bài báo, có một doanh nghiệp làm ăn kinh doanh về bất động sản. Mọi năm trước thì chúng ta biết là cứ đến cái dịp tháng 7 này là gì? Cái gì cũng chứng lại, buôn bán thì cũng chứng lại, làm ăn thì nhiều người thua lỗ. Nhưng hôm qua tôi đọc một bài báo, có một công ty địa ốc bất động sản ở trong thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 này một tháng gì? Là một tháng làm ăn gì? Tốt nhất từ khi thành lập công ty cho tới nay, cháy hàng. Bao nhiêu cái địa ốc của họ ra, bao nhiêu cái gì? Cái căn nhà mà họ xây dựng, đang xây dựng, đã xây dựng, đang xây dựng và sẽ xây dựng, tháng 7 này đều cháy hàng, bán sạch. Tốt hay xấu các quý vị? Và như vậy mọi người nói rằng á, tháng 7 là tháng cô hồn, làm ăn đều thua lỗ, có đúng không? Không đúng. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng tháng 7 tháng cô hồn, làm ăn thua lỗ, đi ra đường thì bị tai nạn. Làm gì có cái chuyện đó. Tâm chúng ta tưởng như vậy thì gì? Tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng xấu thì gì? Sự thành xấu. Nếu tâm chúng ta tưởng tốt thì gì? Nó sẽ thành sự tốt. Vậy thì công ty địa ốc kia, họ nghĩ rằng gì? Tháng 7 này nên gì? Nên thiết lập đàn tràng cúng dường chay tăng để hồi hướng siêu độ cho các vong linh. Trước hết là gia tiên kỳ huyền thất tổ nhà họ, sau nữa là cho gì? Các vong linh những cái nơi mà họ mua đất để xây các địa ốc, các biệt thự, xây các gì, các nhà cao tầng đó để bán cho dân đó, họ siêu độ cho họ và họ làm cái việc công đức phúc thiện đó, cho nên họ có gì? Có phúc báo. Vì vậy mà chỉ trong một tháng, một nửa tháng cô hồn tới đây, vừa từ mùng 1 cho đến gì, cho đến ngày rằm tháng 7 là hôm qua, mới một nửa tháng, chúng ta gọi tháng cô hồn này thôi, họ đã bán sạch hàng. Vậy chúng ta thấy tốt hay xấu? Với người khởi tâm tưởng xấu thì nó là xấu, nhưng người ta khởi tâm tưởng làm việc thiện, làm việc tốt thì họ lại được hưởng quả báo lành. Tốt hay xấu? Tốt. Vậy định nghĩa lại gì cho chúng ta gì? Tháng 7 này không phải là tháng gì? Tháng xấu đâu các quý vị. Chắc chắn không phải là tháng xấu. Xấu tốt đều do gì? Tâm mình tạo ra. Đặc biệt là một Phật tử chúng ta thì chúng ta phải biết tháng 7 là một tháng gì? Đáng để chúng ta gì? Tri ân các ông bà, cha mẹ, tổ tiên, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp, cả năm bận bịu, cả năm làm lụng, cả năm gì? Tất bật lo toan trong cuộc sống đời thường. Nhưng mùa Vu Lan đến, chúng ta biết tới chùa để gì? Để thắp hương, biết tới chùa để lễ Phật, để tụng kinh, đem công đức đó để hồi hướng cho người thân, cho ông bà tổ tiên của chúng ta, mong cho họ ở nơi chín suối cũng được bình an, mong cho họ ở nơi gì đau khổ sớm được thoát ly, mong cho họ ở bất cứ một nơi nào cao sang rồi thì hãy gì, hãy quay lại để nhìn ngó, ra hộ độ trì cho con cho cháu. Đó là tốt, đó là một truyền thống cao quý của dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo nói chung, truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đó, cho nên á, nói với các quý vị, đây là tốt hay xấu? Với tín đồ Phật tử chúng ta, với tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta, chắc chắn là rất tốt. Và không có cái chuyện là đi ra ngoài sẽ gặp họa, gặp hoạn, vân vân. Chúng ta thấy đi ra thành phố Hà Nội thế, hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, chẳng những ngày này có tháng 7 là có ngày nào là cũng không tắc đường không? Vẫn tắc đường như thường các quý vị. Tắc đường như thường có nghĩa gì? Họ vẫn đi ra đường như thường. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đúng không?
Ví dụ chúng ta bảo tháng 7 này á là tháng gì làm việc gì cũng không được, đi ra đường cái bị gặp hạn á, thì các vị cứ ra thử đường phố Hà Nội xem, nếu cái câu nói này là đúng á, thì ngày hôm đó chúng ta ra đường phố Hà Nội gì từ đầu phố đến cuối phố không gặp một ai thì đó mới là gì, là đúng. Hoặc là vắng như như sáng mùng 1 Tết hoặc mùng 2 Tết á, vắng như ngày mùng 1 mùng 2 Tết, đường phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vắng như mùng 1 mùng 2 Tết, thì đó mới là gì, là tương ứng một chút với câu nói ấy, nhưng chắc chắn không bao giờ có. Hôm qua hôm kia tôi đi qua đoạn phố thì vẫn thấy tắc đường như thường đó, cho nên chắc chắn không phải, mọi người vẫn ra đường như như thường. Đặc biệt chùa Khai Nguyên tháng 7 thì vẫn đông người đến chùa, mà đông người đến chùa tức là đông người đi đường. Trong mấy ngày pháp hội vừa qua có ngày đến thì Nguyên làm cơm thôi, các sư ở bếp làm cơm thôi, ngày thứ nhất đã vì 15.000 suất cơm hết veo, ngày thứ hai cũng 15-16.000 hết veo, và ngày thứ ba 17-18.000 suất cơm gì cũng bay hết đó. Các quý vị thế, đương nhiên là gì, số lượng người đến chùa gì rất đông. Và như vậy thì tôi sẽ có câu trả lời đó cho các quý vị rồi. Câu thứ 10: Kính bạch thầy, con đang gặp rất nhiều khó khăn trước mắt, con cảm thấy chán nản, bất lực trước hiện tại giữa gia đình và xã hội. Giờ này con chỉ muốn xuất gia đi tu như các quý thầy để tìm sự bình an, có được hay không ạ? Kính mong thầy cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Không được. Phật tử này thì bây giờ không nên đi tu. Nếu thấy cuộc đời khó khăn trước mắt, thấy chán nản, thấy bất lực giữa cuộc sống đời thường, chán trường giữa cuộc sống đời thường gì, do mình gì, mình bị bế tắc mà tìm đến xuất gia, thì xuất gia như vậy cũng chẳng làm được cái gì, cho đạo pháp cả, cho chúng sinh cả, cho bản thân mình cả. Xuất gia như vậy á, do chán đời lánh đời mà đi tu á, giống như cái câu chuyện tình Lan và Điệp á, chúng ta biết câu chuyện tình Lan và Điệp nó không có thực ở trong gì, ở ngoài đời đâu, ở trong đạo đâu, nhưng mà do một cái ông ca sĩ, một ông nhạc sĩ sáng tác cái bài hát này. Và tôi đọc cái bài báo 2-3 năm trước, cái ông nhạc sĩ này sáng tác cái bài hát này trước khi chết. Ông bị ung thư, mấy loại ung thư ở trong người, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư các thứ. Ông này đã sống bên nước ngoài, sống bên Mỹ thì phải, trước khi chết sống bên Mỹ cách đây mấy năm thì phải. Nhưng bị ung thư rất đau đớn, rất khổ sở. Tôi đọc cái bài báo đó tôi biết ngay vì sao mà ông như vậy. Vì đánh mất niềm tin. Rất nhiều những tín đồ Phật tử và những người gì, những người có thể học mộ đạo, có thể tin Phật, có thể xuất gia và có thể cho người thân xuất gia, nhưng mà nghe mỗi khi nghe cái bài hát này nó thê lương như vậy. Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng và vân 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 vân, đến cái đoạn gì Điệp ơi Lan lỡ làng rồi, rồi mới đến gì, do lỡ làng cho nên Lan mới cắt tóc đi tu. Và đi tu rồi thì vẫn ngày 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 mộng mơ, ngày ngày nhớ lại cái chuyện tình yêu của mình, cái mối tình gì khi chưa xuất gia của mình. Cho nên Lan tuy thân ở trong chùa nhưng tâm vẫn tưởng tới người yêu. Điệp tuy lấy vợ nhưng mà gì, cuộc sống cơm không lành, canh không ngọt, như trước đây mình mơ tưởng lấy được cô vợ nhà giàu thì mình sẽ có hạnh phúc. Nhưng bây giờ về lấy vợ nhà giàu nhưng mà gì, không hạnh phúc, cho nên mới tưởng đến cô người yêu. Vì vậy mới có cái câu là gì, cái câu gọi là Điệp đến cửa chùa này, nhìn thấy Lan mới nói, Lan ơi đừng cắt đứt dây chuông, đừng lặn lùng khép công. Đấy, cái có cái câu đấy. Và đạo Phật của chúng ta, nếu mà người xuất gia toàn là như vậy thì thử hỏi rằng ấy, có phải một đạo của một gì, đạo của trời người hay không? Có là bậc thầy của trời người hay không? Không phải. Nếu mà người xuất gia toàn như vậy thì nó chẳng khác gì một cái trại, gọi là một cái trung tâm nuôi dưỡng những cái kẻ tâm thần, những cái kẻ bệnh hoạn và những cái kẻ gì, những cái kẻ đầu đường xó chợ, khô rách áo ôm, không còn nơi nương tựa, mới gì, mới vào cửa chùa, mới đi quét la đa, mới đi ăn cơm Phật. Không phải như vậy.
Cho nên trường hợp này hỏi là như vậy con có nên đi tu hay không, thầy khuyên ngay là không nên đi tu. Bao giờ giải quyết hết những vấn đề khó khăn trước mắt và sau lưng, và bao giờ mà vị này thấy không chán nản, không bất lực giữa cuộc sống đời thường, giữa gia đình và xã hội nữa, nếu có tâm đi tu mới tìm đến chùa để đi tu. Và đi tu bằng phải phát cái tâm gì? Trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Dù gian lao khó khăn vất vả đến đâu, dù cho thịt nát xương tan cũng không thoái đạo. Dù cho thầy tổ có trách, có mắng, có chửi, có đánh, mình cũng gì? Cũng không để tâm thoái đạo, không rời thầy mà đi. Nếu như thầy đó thì thực sự có đạo. Ngày xưa câu chuyện của Ô Sào Thiền Sư ở bên Trung Quốc, ngài có một đệ tử hầu ngài 7 năm chưa từng dạy đạo lý cho gì cho đệ tử một lời. Đệ tử từ sáng tối cơm, sáng thổi cơm, chiều thổi cơm, mang lên dâng sư phụ gì nhận và ăn. Sư phụ tắm ra giặt thì đệ tử mang quần áo đem đi giặt, giặt xong mang lên để đó sư phụ gì, sư phụ mặc vậy thôi. 7 năm sau trò lên lễ sư phụ, bảo rằng gì, con đỉnh lễ sư phụ để gì, muốn sư phụ gì khai ngộ cho con, giảng đạo cho con. Sư phụ nói gì, chẳng ngày nào là ta không giảng đạo cho con cả. Mà thời học trò thì nhớ lại gì, 7 năm mình ở với thầy, thầy mới bao giờ giảng cho mình câu nào đâu. Mình hầu ông ấy thì nghĩ bụng là mình hầu ông ấy suốt cả 7 năm trời. Nay mình dám lên lễ ông ấy mà rất là chân thành, rất là thành kính thì cầu ông ấy để giảng đạo cho mình, mà trả lời ông ấy nói cái gì cả. Và ông đệ tử quyết định ra đi. Sư phụ không nói gì. Khi đệ tử quyết định ra đi, sư phụ không nói gì. Nhưng ra đi, khi sư ra đi một được một đoạn dài dài rồi, ngài Ô Sào Thiền Sư mới gọi là gì? Xà Lê. Ông đệ tử giật mình quay lại. Ngài ra đi được khá khá xa rồi, tức là cũng khoảng vài chục mét rồi. Ông thầy ở trong rừng, thường ở trên cành cây, làm cái tổ ở trên tổ, anh gọi là Ô Sào Thiền Sư. Ở trên cành cây, làm cái tổ ở trên đó. Gọi Xà Lê. Ông đệ tử thì giật mình quay lại. Người thầy tử bi nói rằng hàng ngày ông đưa cơm, ta tiếp nhận. Ông đưa chăn, ông giặt áo, ta mặc, ta đắp. Vậy thử hỏi rằng có cái gì không phải là pháp đâu. Có cái gì không phải là không pháp? Ông nói xem nào. Có gì không phải? Ông đưa cơm ta tiếp nhận, ông đưa chăn đưa áo gì ta mặc ta đắp. Có cái gì không phải là pháp? Ngay câu nói đó, ông đệ tử tự nhiên là gì? Đại ngộ. Ở trong tâm tự nhiên là gì? Thông suốt giáo lý của Phật. Sụp xuống gì? Lại ba lễ và khóc rưng rức ra, mình nghĩ gì? Thầy từ bi, thầy quá từ bi. Và sau này đệ tử của Thiền Sư Ô Sào đó trở thành một vị cao tăng rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Đó, chúng ta thấy học đạo đâu có cứ phải là gì? Thầy phải chỉ bảo tận tình cái này cái nọ cái kia mới làm mới là dạy đâu. Ở bên thầy, học với thầy, không phải là cứ thầy cứ phải tận tình chỉ bảo cho mình mới là người thầy tốt. Hãy xem việc làm của ông thầy mình với mình và với cho chúng sinh, mình biết ông thầy của mình tốt hay là xấu. Mà thậm chí xem chưa đủ, nghe chưa đủ, thì dùng tâm để mà cảm. Nhìn hành động, nhìn việc làm gì của ông thầy để mà cảm. Đó. Cho nên ở đây thầy mới nói, bao giờ mà vị này mà thấy cái việc cái tâm của mình tĩnh rồi, nghĩ đến về chúng sinh mà xuất ra rồi thì mới xuất ra. Còn không á thì cứ ở nhà đi đã, tụng kinh niệm Phật, nghe pháp ở tại gia đi đã. Bao giờ thực sự phát tâm vì chúng sinh mà cầu đạo, vì chúng sinh mà xuất gia thì mới xuất gia. Đó.
Kính bạch Thầy, bố thí cho con hỏi. Con tụng kinh Địa Tạng đã được gần 2 năm, nhưng trong gia đình con vẫn cứ xảy ra nhiều chuyện lục đục, tâm con không được an. Kính mong Thầy khai thị cho con. Con xin tri ân Thầy ạ. Có một Phật tử nói rằng đã tụng kinh Địa Tạng 2 năm, nhưng mà trong gia đình vẫn lục đục và tâm không an. Nay xin lời khai thị. Chúng ta biết rằng không phải là cứ tụng kinh Địa Tạng đấy một ngày hai ngày hay là một tuần hai tuần hay một năm hai năm mà ai cũng trả hết cái nghiệp của mình cả. Có những người cái nghiệp cái đã gieo trồng gây tạo từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, chứ không phải vô lượng vô biên kiếp nữa, phải vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, tức là chỉ A Tăng kỳ kiếp, tức là chỉ cho đại kiếp rất nhiều. Chúng ta xem cái tội chướng đã gây tạo từ vô thỉ kiếp như vậy, nay mà tụng kinh Địa Tạng một thời gian ngắn mà bảo nghiệp chướng nó hết sạch luôn được, cầu được, ước thấy luôn được, thì cái điều này thì thật là khó. Giống như mà tôi lấy một cái ví dụ. Chúng ta cải tạo một cái khu đất toàn là đá sỏi khô cằn để trồng cây ăn quả hoặc là trồng các thứ lương thực lên đó. Cũng với một người khác có mảnh đất, họ bằng phẳng ở miếng đất phì nhiêu, màu mỡ tươi tốt. Họ chỉ ra là họ gì? Cỏ nó mọc đầy đấy, họ chỉ ra họ phát cỏ đi, họ làm sạch cỏ đi, họ cuốc lên và họ trồng các thứ lương thực hoặc các thứ cây ăn quả vào đó. Chỉ một thời gian ngắn sau, họ sẽ cho thu hoạch. Nhưng chúng ta cải tạo từ một cái mảnh đất cằn khô sỏi đá, thậm chí chúng ta còn phải hàng ngày còn phải chăm lo tưới nước, bón phân, đổ đất mùn vân vân vào đó nữa, phải tốn rất nhiều công sức. Thì các loại cây trồng, các loại lương thực chúng ta trồng lên đó cũng chưa thể tốt ngay được, không thể nhanh thu hoạch, mà cũng không thể tốt như cái người mà có cái mảnh đất phì nhiêu màu mỡ kia vậy. Tương tự như vậy, cái người mà cái phúc báo của họ nó nhiều, cái tội chướng của họ nó ít. Họ vừa nghe giảng kinh Địa Tạng hoặc nghe giảng Phật Pháp, họ hiểu và tin theo, rồi hành trì và họ được lợi ích, được an lạc, được tiêu trừ nghiệp chướng và được phúc báo hiện tiền ngay trong một vài ngày, thậm chí có khi ngay trong một ngày hai ngày, chứ không nói là xa, chứ không nói đến cả năm hay vài năm, chỉ một thời gian ngắn thôi, họ cảm nhận được cái sự gia trì của Tam Bảo, gia trì của Phật, của Bồ Tát, và tâm họ được an khi họ học Phật, gia đình họ được an khi họ chỉ đọc tụng bộ kinh này. Cái người đó thì ví cho người gì? Có cái thửa ruộng, có cái mảnh đất màu mỡ tốt tê kia. Còn chúng ta sở dĩ mà thọ trì đọc tụng năm hai ba năm rồi mà nghiệp nó vẫn chưa tiêu là bao, gia đình vẫn không được an vui hạnh phúc như mong muốn, bản thân của chúng ta thì thậm chí còn bệnh tật, còn phiền não vân vân, nhưng chúng ta đừng buồn. Vì sao? Vì dù miếng đất đó có cằn khô đến mức độ nào, mảnh đất đó có cằn khô, có sỏi đá đến mức độ nào, nhưng chúng ta gì? Phải thấy hạnh phúc hơn bên cạnh chúng ta, phía trước chúng ta, phía sau chúng ta, phía trên chúng ta, phía dưới chúng ta còn có rất nhiều người một mảnh đất cằn khô còn không có. Mảnh đất cằn khô còn không có thì họ cải tạo vào đâu? Lấy chỗ nào để cải tạo? Cho nên chúng ta thấy này, mình còn hạnh phúc,
Mặc dù cái thửa ruộng mảnh đất của mình cằn khô, không có màu mỡ, mình phải gian lao vất vả như vậy, nhưng mình vẫn gì, vẫn biết rằng mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn có một gì, một mảnh đất để cắm rùi. Các cụ ngày xưa nói có người mảnh đất cắm rùi còn không có. Đây là chỉ cho hạng người gì, hạng người bất tín tam bảo, không tin nhân quả, không tin tội phúc. Cho nên á, họ sinh ra được thân người, chết đi mất thân người, họ đọa trong ba đường ác, khổ đau vô cùng. Thậm chí kiếp nào làm người được thân người đó, nhưng mà chân tay mặt mũi, thân thể gì không được lành lặn, ốm đau què quặt, họ còn khổ đau hơn mình nhiều. Các quý vị cứ ra thấy mình đau khổ hay đến đến bệnh viện. Đến bệnh viện càng lớn, các quý vị phải thấy những bệnh nhân họ đau khổ hơn mình rất là nhiều. Hay đến những trại trẻ mồ côi, những nơi, những trại dưỡng lão, hay là những cái trại phong, những bệnh viện tâm thần. Các quý vị thấy chúng ta may mắn hơn họ rất nhiều. Còn tụng kinh Địa Tạng không phải là giải quyết được tất cả các công việc ở gia đình của chúng ta. Ví dụ như vợ chồng lục đục, không phải cái gì cũng do tâm linh. Có thể do gì? Do chính con người với con người sống với nhau không hòa thuận. Chồng không hiểu vợ, vợ không hiểu chồng. Các cụ ngày xưa nói gì? San sát như bát úp. Cái bát, các cụ ngày xưa nói cái bát úp ở trong cái chạn bát với nhau, nó tự nhiên gì? Nó còn vỡ. Chứ đừng nói giữa con người với con người với nhau. Cho nên cái này thì nghệ thuật sống ở trên đời giữa vợ với chồng, hoặc là người thân với nhau trong một gia đình. Mình học Phật Pháp rồi thì mình phải biết gì? Khi mà thấy chồng mà nóng tính thì mình phải lụi đi, mình phải an nhẫn đi, mình phải hoan hỷ, vui vẻ đi. Đến khi nào mà chồng vui vẻ thì có thể mình mới nói, hoặc là vợ vui vẻ thì chồng mới nói, hoặc là con cái vui vẻ thì bố mẹ gì mới nói, hoặc là dạy con cái mà thấy gì nó khùng lên một cái thì mình phải dừng lại. Đó. Vân vân, đây là nghệ thuật sống ở trên cuộc đời này để cho gia đình gì bớt đi cái sự lục đục, bớt đi cái sự cơm không lành, canh không ngọt trong một gì một gia đình. Đó. Cho nên ạ, ở đây Phật tử nói nhiều chuyện lục đục xảy ra thì thầy không biết là chuyện gì. Nhưng mà thầy chắc chắn rằng nếu mà mình nhất tâm tụng kinh Địa Tạng thì vấn đề tâm linh nó cũng sẽ tiêu đi, tiêu dần đi. Chúng ta nghĩ xem, nếu chúng ta không may không gặp Phật Pháp, không gặp bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, và một năm nay Phật tử không đọc tụng nó, thì gia đình nhà mình bây giờ nó như thế nào? Giống như vậy, mình có thửa ruộng, mặc dù nó sỏi đã cằn khô, nhưng mình không cải tạo nó, thì mình có gì để bỏ vào nồi không? Chắc chắn là không. Mình phải cải tạo nó, dù tốt dù xấu, chúng ta chăm chỉ cải tạo nó, từ một miếng đất xấu có thể trở thành một miếng đất tốt. Năm nay nó chưa có màu mỡ, chúng ta chịu khó bón phân, đổ đất mùn vào đó, sang năm màu mỡ nó sẽ khá hơn. Sang năm chưa đủ, chúng ta lại đổ tiếp. Chắc chắn rằng bằng cái sự nỗ lực ấy, chuyên cần ấy, chăm chỉ ấy, dùng cái tâm bất thoái, như nhà Phật nói, dùng cái tâm bất thoái mà làm việc, dùng cái tâm bất thoái ấy mà tụng kinh Địa Tạng, dùng cái tâm bất thoái ấy để học Phật Pháp, chắc chắn rằng mảnh ruộng cho dù có cằn khô đến đâu, sỏi đá đến đâu, cũng sẽ trở thành một miếng đất, mảnh đất phì nhiêu trong tương lai. Đó. Còn cái tâm không an do mình. Phật không thay mình để khiến cho tâm mình an được. Bồ Tát cũng gì cũng không thể thay mình làm cho tâm mình an được. Phật, Bồ Tát, những gì cần nói để cho chúng sinh được an tâm, Ngài đã nói hết ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Phật, Bồ Tát thì hiện ra đời cũng chỉ nói như vậy thôi.
Điều quan trọng chúng ta có tin và có thực sự y giáo phụng hành để làm theo hay không, hay là chúng ta chỉ học Phật trên hình thức chúng ta tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Hàng ngày chúng ta vẫn tụng kinh Địa Tạng, thậm chí có người khoe với thầy một ngày có tụng hết một bộ kinh. Có người khoe với thầy một ngày có tụng hết ba bộ kinh Địa Tạng, tức là cả 9 quyển. Sáng tụng một thời quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, làm lèo 2 tiếng đồng hồ hết sạch luôn. Chiều tụng này một thời cũng một lèo 2 tiếng hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ luôn. Tối làm một lèo nữa, 2 tiếng đồng hồ hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Như vậy một ngày Phật tử tụng 3 bộ kinh Địa Tạng. Mà tụng suốt mấy tháng trời như vậy. Và Phật tử lên nói với thầy rằng á, con tụng như vậy nhưng mà con thấy nghiệp của con chẳng tiêu được là bao, có tiêu nhưng mà không tiêu được là bao cả. Như vậy thì mình phải xem mình tụng kinh để làm cái gì. Tụng kinh để cố một ngày phải cố lấy gì? Lấy 3 quyển kinh, tức là 9 3 bộ kinh, tức là 9 quyển thượng trung hạ là một bộ. Vậy một ngày tụng gì? Tụng 3 bộ là 9 quyển kinh. Nhưng tại sao mà bảo tụng mấy tháng như vậy mà không chuyển được nghiệp là bao? Nhưng có Phật tử lại lên nói với thầy gì? Con vừa nghe thầy giảng, vừa tụng kinh chưa đầy một tháng, con thấy gia đình nhà con, mọi việc gia đình nhà con rất là hanh thông, tâm con rất là hoan hỷ, niềm tin với Phật Pháp của con thì chắc chắn từ bây giờ trở đi không bao giờ bị lay chuyển. Đó, chúng ta thấy không? Họ chỉ nghe giảng mà chưa bao giờ được đến chùa Khai Nguyên, chưa bao giờ được gì, được tận mắt gặp thầy, chỉ nghe giảng qua băng đĩa giảng trực tuyến, vì họ ở tận ở trong cái tỉnh gì gần ở cuối đất nước, ở mạn này, Cà Mau, tận trong mũi Cà Mau. Hôm rồi Phật tử nhắn tin qua điện thoại cho thầy như vậy. Đó. Như vậy là không phải là tụng nhiều hay là tụng ít, mà điều quan trọng cái niềm tin và hoặc cái dụng tâm. Đồng thời cũng là gì? Cái nghiệp chướng của gì? Của mỗi người có khác nhau. Đấy, nghiệp chướng mỗi người có khác nhau. Cho nên chúng ta thấy gì? Ai cha mẹ đều, cha mẹ sinh chúng ta ra đều tinh cha huyết mẹ cấu thành. Nhưng tại sao có người gì? Có người đen, có người trắng, có người thấp, có người cao, có người mắt lé, có người gì? Có người lùn, có người thông minh và có người gì? Đần độn. Nghiệp, nghiệp cái của mỗi người. Nghiệp cái ở đây, chứ cái ở đây có nghĩa là, có nghĩa là cái gốc của nó. Cái gốc, cái bản nghiệp của mình tạo từ vô thủy kiếp, nó nhiều thì bây giờ chúng ta phải gì? Phải trả. Bây giờ chúng ta phải hoan hỷ trả đi. Nhất tâm để mà trả thì rồi nó gì? Nó sẽ hết. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là gì? Đừng có thoái tâm. Một năm chúng ta gì? Chưa tiêu được thì 2 năm. 2 năm chưa tiêu được thì 3 năm. Thậm chí là đời này chưa tiêu được thì đời sau chúng ta vẫn nguyện học Phật, vẫn nguyện tu Phật, và vẫn nguyện gì? Nguyện tụng bộ kinh này để tiêu trừ bao giờ hết sạch sành sanh thì mới thôi. Hết sạch nghiệp rồi thì chúng ta lại phát nguyện lên bậc nữa, đó là vì chúng sinh mà hành trì thọ trì đọc tụng bộ kinh này, giảng thuyết bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này để rộng độ chúng sinh. Đã học Phật như thế thì 10 phương chư Phật sẽ không bỏ rơi chúng ta, 10 phương Bồ Tát sẽ luôn hộ trì chúng ta, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp gì thường ở bên cạnh chúng ta. Nó cho nên còn cái chuyện mà nếu mà Phật tử này vì lục đục do chồng thăng mà vợ không lui, tức là khi mà chồng nóng tính, chồng nóng nảy trời, hoặc là người thân mình nóng nảy mà mình không lui đi, do cái tí gì cũng nóng nảy của mình, hai bên cùng nóng một lúc á, chúng ta biết lửa với lửa hòa quyện vào nhau, hai đốm lửa nhỏ quyện vào nhau thế thành một đốm lửa vừa, 3-4 đốm lửa nhỏ hòa quyện vào nhau thế thành một đốm lửa to. Nếu chồng chúng ta thì, hoặc người thân chúng ta mà nóng nảy lên chúng ta thì lấy nước, nước gì? Nước từ bi, nước cam lộ của Phật, của Bồ Tát, nước từ bi mà mình học được ở trong gì? Trong kinh, trong sách, trong lời dạy của Phật, của tổ và của gì? Của các quý thầy. Lấy cái nước từ bi đó để dập tắt nó đi.
thì chắc chắn rằng gia đình chúng ta dần dần sẽ được an vui. Tâm của mình nếu dụng tâm cho đúng, đừng có mong cầu thái quá, đừng có nghĩ rằng tụng kinh để mong cầu cho gì, cho nhanh được làm giàu, làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. Chúng ta đừng có mong cầu thái quá những việc đó. Chúng ta dùng cái tâm gì chân thành, ắt nó sẽ đến, không mong nó cũng sẽ đến. Đó, cho nên với câu hỏi đầu tiên thì thầy xin trả lời như vậy, có mong Phật tử rằng này, hãy nhớ và hãy ghi nhớ để cải tạo làm sao cho cái thửa ruộng cằn khô của mình ngày nó được màu mỡ và tốt tươi thêm lên. Sang câu hỏi thứ hai, có một Phật tử hỏi rằng, bạch thầy cho con xin hỏi, khi mẹ con mất, vì nhà con chưa hiểu đạo nên làm tang lễ cũng không đúng như trong kinh Phật dạy, chỉ có một mình con, trong thời gian 49 ngày của mẹ là đọc tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh hồi hướng cho mẹ. Ngày thứ 50 của mẹ con thì có vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng nhà con bảo là hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục. Con xin thầy chỉ bảo cho con biết vong linh đó liệu có phải là mẹ con không ạ? Và con phải làm gì khi xảy ra việc như vậy ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ở đây nói là Phật tử nói rằng có mẹ mất, lúc mất thì không được làm cái nghi thức Phật giáo, tức là không, có thể là không được trợ niệm và làm theo một cái đam ma như là người thường, đó là vẫn chống kèn, vẫn khóc lóc và vẫn thịt cá cỗ bàn, ăn uống linh đình vân vân, có thể là như vậy. Và Phật tử nói có một mình Phật tử tụng kinh Địa Tạng trong thời gian 49 ngày để hồi hướng cho mẹ, nhưng sang ngày thứ 50 thì có một vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng bảo là hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục. Thì Phật tử hỏi đó có phải là vong linh của mẹ hay không. Chúng ta biết nếu mà bảo là gì, thực sự mà nếu mà mẹ còn ở trong địa ngục á, thì làm gì có cái chuyện mà ra đây mà ốp vào cô con dâu của anh trai trưởng được, đúng không? Giống như một người nếu còn đang bị nhốt ở trong tù thì làm sao có thể đi ra ngoài để thăm người thân được, thăm người nhà được, không có. Cho nên á, nếu mà thực sự cái vong đó mà ốp vào mà nói như vậy thì chắc chắn là gì, không phải là vong của bà cụ. Và nói bà cụ còn ở trong ngục thì làm sao bà cụ ốp vào đấy được. Và có thể có hai trường hợp xảy ra. Đây có thể là một cái vong của người thân ở trong gia đình. Làm như vậy để làm gì? Để báo cho họ hàng con cháu biết rằng khi còn sống ở đời, hoặc là gì, cái nghiệp cái do vô thủy kiếp trước như thầy nói lúc nãy đó, nó quá nhiều, cho nên sau khi bà cụ mất đi, có thể, đây thầy nói có thể nhé, chứ không phải để khẳng định nhé, có thể vong linh của bà cụ đọa vào trong đường ác đó thật, nhưng mà lại được gì, được một đứa con ở trên trần gian này hiếu thảo, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng trong suốt 49 ngày như vậy để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà gì? Nếu mà mẹ mà thực sự đã vào đó rồi á, thì cái sức của một người á, thật khó để có thể cứu mẹ ra được trong một thời gian ngắn. Giống như Tôn giả Mục Kiền Liên xưa vậy. Chúng ta thấy Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất của Đức Phật, đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Nhưng mà thì ngài có cứu được mẹ, tự mình cứu được không? Không, phải nương vào oai thần của mười phương tăng, cầu thỉnh Đức Phật cho mượn tích trượng xuống mới mở được A Tỳ địa ngục. Mở được ra rồi đâu có cứu được mẹ mình đâu, dâng bát cơm cho mẹ ăn, cơm còn biến thành lửa cơ mà.
Cho nên phải nhờ đến công đức của mười phương tăng mới độ được cho mẹ mình. Cho nên ở đây thầy nói gì? Có thể bà cụ gì? Thần thức của bà cụ đang ở trong đó thật, nhưng lại có gì? Có một vong nào đó, hoặc có một vị thần linh nào đó, một vị quỷ thần nào đó hộ trì Phật Pháp. Thì hiện ra như vậy để bảo là gì? Cái ngày 49 đó có thể đem ra chùa cúng cấp, thì không biết là đây cúng ở chùa nào. Cửa ngục chưa mở, có nghĩa là công đức chưa đủ. Và muốn sách tiến cho mình là phải có niềm tin hơn nữa, cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, nhất tâm hơn nữa, và phát nguyện không chỉ đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này là đủ đâu, mà còn thì còn phải phóng sinh thất thất trai tuần cho đến hết 100 ngày của bà cụ, thậm chí là hết cả 3 năm của bà cụ. Phát nguyện đọc tụng bộ kinh này 3 năm để hồi hướng cho bà cụ. Nhất tâm như vậy, nếu bà cụ không ra được Bồ Tát Địa Tạng sẽ không còn phải là Bồ Tát Địa Tạng nữa. Mà nếu mà Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm tụng 3 năm như vậy mà hồi hướng Bồ Tát Địa Tạng mà không nghe, thế lời cầu nguyện các quý vị 3 năm nữa tôi sẽ chết và tôi sẽ vào địa ngục thay cho gì? Cho bà cụ của gì? Của Phật tử này. Nếu như gì? Phật tử này 3 năm nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện hồi hướng cho mẹ, mà Địa Tạng Bồ Tát vẫn không nghe, vong linh của bà cụ gì vẫn không ra được, 3 năm nữa tôi sẽ ra đi vào đấy để tôi thế chỗ cho bà cụ, để bà cụ đi ra ngoài với con cháu. Phật tử cứ yên tâm, Phật Bồ Tát mười phương nói không hư vọng. Tôi chưa phải là Phật Bồ Tát, nhưng mà là đệ tử của Đức Phật, hứa chúng tôi sẽ làm được. Nhưng mà nếu mà gì? Phật tử nhất tâm 3 năm mà bà cụ ra được rồi thì cũng là gì? Cái phúc phần cho gia đình, cũng là một phần nữa, cũng phúc phần cho cả tôi nữa. Vì tôi thì không phải vào đó, không phải vào đó sớm, đáng lẽ là mấy chục năm nữa. Nhưng mà gì? Nếu mà nhất tâm như vậy mà Bồ Tát, Phật Bồ Tát không độ thì tôi phải vào đó tôi thế rồi, cho bà cụ đi ra, cho Phật tử cứ yên tâm. Hãy nhất tâm, hãy có một cái niềm tin vững chắc rằng mình nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, bà cụ nhà mình gì sẽ được sớm thoát ra khỏi địa ngục khổ ấy. Nếu 3 năm sau bà cụ không thoát được, sẽ có người gì thế chỗ cho bà cụ nhà mình rồi. Hãy có niềm tin chân thực như thế để mà hành trì, mà đọc tụng, mà lễ niệm. Và thầy gì cũng luôn hứa rằng nếu 3 năm sau Phật tử nhất tâm làm như lời thầy nói, như lời Phật Bồ Tát nói mà không được, thầy sẽ xả thọ mấy chục năm của mình để vào đó để chịu tội thay cho bà cụ, để bà cụ được đi ra ngoài với con cháu. Câu hỏi thứ 3, Phật tử hỏi rằng: con kính bạch thầy, gia đình con có anh trai hy sinh và một chị gái bị chết đuối, các con cháu định phong mộ lại nhưng vẫn đang phân vân không biết có nên làm thế không, xin thầy giải đáp cho con. Phong mộ ở đây chắc là xây, đem xây lại đó. Đem xây lại được thôi, mình nhất tâm mình làm thì mình cứ làm thôi, đem xây lại cho nó trang nghiêm, cho khỏi trâu bò hay là khỏi trẻ con nó trèo nó dẫm, nó trâu bò nó phá phách, thì cái này cũng được. Nhưng các Phật tử chúng ta lưu ý khi xây mộ, có nghĩa xây kín, phong mộ xây kín lại đó, xây kín thì nhớ là đừng có xây bịt hết tất cả, mà mình phải để một cái mình gọi là để cái đất nó thông, giữa âm dương nó phải thông nhau. Ví dụ như xây cái mộ dài thì mình sẽ để cái đoạn thì khoảng giữa giữa vào cái nơi bụng, tức là khoảng độ tầm 3/5 từ trên đầu xuống, 2/5 từ dưới chân lên,
cái ngộ mình để cho một cái chỗ, cái đất, để cho cái chỗ đất nó bé bé thôi, có thể khoảng độ vuông thì khoảng 15-20 phân, hoặc tròn tròn khoảng độ cái đường kính khoảng cũng 10-15-20 phân gì đó thôi. Cái để vào chỗ đó thì mình cắm hương, thắp hương, hoặc co bát hương rồi thì mình cũng vẫn phải để cái đó, để cho cái khí, âm khí và dương khí, âm dương nó có thể giao hòa. Hay mình nói nôm na, xây nhà phải để lại cái cửa, đúng không? Chúng ta làm cả một ngôi nhà, cho dù có to có đẹp đến đâu mà không có cửa thì ra vào thế nào? Đó, phải có chỗ có cửa, ra đóng vào khép. Thì cái chỗ đó thì mình cứ nói nôm na với nhau, nếu mà sau khi mất đi, thần thức của các cụ chưa được đi thoát hóa đầu thai, chưa được về với Phật, hay cũng không phải đọa vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, các cụ vẫn ở dưới cái thế giới ấy, tức là cái thế giới mình gọi thế giới tâm linh, mình gọi là thế giới gì, quỷ thần hay là ma quỷ đó, hay là ma đó, vân vân đó, các cụ vẫn ở dưới đó, quay cái ngôi mộ này là cái ngôi nhà của mình, thì cái ngôi nhà đó con cháu nó gì, nó thành tâm nó xây dựng lên cho, thì nó có cổng có cửa để các cụ còn đi ra đi vào. Xây bịt hết bốn bức tường trên dưới vực hết rồi, bịt hết rồi thì lấy đâu chỗ để các cụ đi ra, lấy đâu chỗ để đi ra đi vào. Đấy. Nói nôm na như thế để chúng ta thì cũng dễ hiểu. Chứ còn cái này thì thực tế thì nếu mà người học Phật Pháp mà sâu hơn, mà nhiều hơn thì giảng khác. Nhưng mà đây thì Phật tử thì chắc là mới vào đạo, hoặc là đây là cái việc hỏi cái việc của thế gian, thì thấy thầy cũng lấy cái kiến thức gì giữa Phật Pháp và thế gian để trả lời. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là thầy nói là có thể xây được, xây được, nhưng mà nên để một cái xây, nên để một cái lỗ ở trên tròn tròn hoặc vuông vuông gì đó, tùy duyên. Ở trên cái phần đỉnh, nếu mà xây mộ tròn thì để trên đỉnh mộ, nếu mà xây mộ dài thì để khoảng 3/5 từ trên đầu xuống và 2/5 từ dưới đầu lên, từ dưới chân lên. Đấy, thì làm như thế thì không chỉ Phật tử đời này đâu, mà tất cả các Phật tử chúng ta nếu biết thì sau này cũng nên đi chuẩn bị đến mùa bốc mồ bốc mả cải táng cho các cụ rồi, thay nhà mới cho các cụ trong cái từ tháng 9, tháng 10, 11 trở đi này, tới đây này, đến cái mùa đó thì chúng ta biết thì cũng đi nói cho con cho cháu, hoặc cho họ, cho hàng, cho bạn bè, cho người khác họ biết rằng xây mộ thì cũng nên để lại cái đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cái phần gì, âm dương giao hòa. Âm dương giao hòa, giống như thì mình có ngày thì phải có đêm, có mặt trời thì phải có mặt trăng, có ban ngày sáng để làm ăn thì phải có ban gì, ban đêm để mà ngủ nghỉ ngơi, thì con người ta gì mới khỏe mạnh, mới sống lâu được. Không có làm quần quật suốt ngày á thì chúng ta cũng chết sớm thôi, và ngủ suốt ngày á thì chúng ta cũng mụ mẫm và gì cũng chết sớm thôi. Đó. Câu hỏi đấy xin trả lời như vậy, làm được. Câu hỏi thứ tư, các Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, nếu con tinh tấn tu tập thì có thay đổi được tướng số không ạ? Thầy hỏi lại Phật tử này, nếu như mà Phật tử này đang mặc một chiếc áo rất bẩn, do đi trên đường dính mưa dính bụi đất ở trên đường, và Phật tử này thì lấy ra để giặt rũ một nước, hai nước, ba nước đến bốn năm nước, thì hỏi rằng bẩn đó có sạch không? Có sạch không? Theo các Phật tử có sạch không? Sạch, chắc chắn là sạch. Người tinh tấn tu hành tiêu trừ được nghiệp xấu, tiêu trừ được những ác nghiệp, cũng tương tự như vậy. Ác nghiệp thầy ví cho gì? Cho bụi bẩn. Cho nên á, chúng ta tinh tiến tu tập làm các việc thiện chắc chắn là gì? Sẽ thay đổi được tướng số. Phật tử này nên gì? Nên tìm đọc cái quyển gì? Tích Phúc Cải Mệnh. Tìm đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh thì Phật tử này sẽ thấy rằng gì? Quan điểm của Phật giáo nói rằng mệnh con người ta là gì? Là chính do chúng ta tạo nên, chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp, chứ không phải là do một vị thần linh, một đấng thiên đế nào tạo nên nghiệp cho chúng ta, có thể ban phúc giáng họa cho chúng ta. Phật nói ở trong kinh này, phúc họa
đều do gì? Do ta gieo trồng, do ta nuôi lớn và do ta đoạn trừ nó. Người có phúc mà không biết tích phúc thì chúng ta đang đoạn phúc, đang gặm nhấm cái phúc của mình. Và khi chúng ta gì, mỗi ngày mà gặm nhấm nó mà không gieo trồng thêm, phúc đó sẽ hết đi. Người có tội mà không biết gì, dừng lại, suốt ngày lại gieo thêm tội nữa, tội để đó càng lớn thêm. Người có tội, người có lỗi mà biết ăn năn, biết cải đổi, Đức Phật nói gì, giống như người đang mặc chiếc áo bẩn, nhận rằng chiếc áo của mình rất bẩn, đi ra đường thì mọi người cười, mọi người không dám gần, mọi người chê, mọi người chỉ trích. Chúng ta biết điều đó, chúng ta dành một thời gian ngắn ngủi thôi, cởi nó ra, ngâm và giặt nó đi, một nước, hai nước, ba nước, bốn, năm nước, chiếc áo đó sẽ sạch. Khi áo sạch rồi, chúng ta mặc ra đường, không ai còn cười chúng ta nữa, không ai còn chửi chúng ta nữa, không ai còn chê trách chúng ta nữa. Đó, cho nên Đức Phật nói ở đời có mấy hạng người. Hạng người sinh ra không làm điều gì tội lỗi, đó gọi là gì? Đó gọi là bậc thánh nhân. Mình nói nôm na đó chỉ có hàng Phật Bồ Tát, các ngài thì hiện tái sinh để độ chúng sinh thì mới có cái hạng này. Hoặc bậc thánh nhân, các bậc vị chư thiên long bát bộ, các ngài thì hiện ra để độ sinh, để gia hóa thì mới có gì. Nhưng vậy Khổng Tử nói gì? Sinh nhi chi chi vị chi thần, sinh nhi chi chi vị chi thánh, học nhi chi chi vị chi thần. Có nghĩa là sinh ra mà gì, đã biết mọi chuyện á, không cần phải học, vừa sinh ra đã biết mọi chuyện, làm tất cả các việc thiện, không làm việc ác, thì đó gọi gì? Gọi là thánh. Còn học nhi chi chi vị chi thần, do học á mà biết á, do đoạn trừ việc ác á mà được mọi người yêu mến, mọi người khen á, do làm các việc thiện nhiều mà được mọi người kính trọng, mọi người nể phục á, thì đó gọi gì? Gọi là thần. Học nhi chi chi vị chi thần. Đó, Khổng Tử dạy các đệ tử, các học trò của mình như vậy. Chúng ta sinh ra không phải ai cũng là thánh cả, kể cả người xuất gia tu đạo cũng vậy, không phải ai vào chùa cũng là thánh ngay cả, hay là không phải ai vào chùa tu hành một vài năm, một vài chục năm là thành thánh, thành Phật, thành Bồ Tát hết cả. Không phải một đời một kiếp mà có thể đắc đạo giải thoát ngay được cả. Đức Phật Thích Ca chúng ta trải qua ba tăng kỷ kiếp hành Bồ Tát đạo vì chúng sinh mới thành Phật. Một kiếp, một a tăng kỷ kiếp đó, trong kinh A Hàm Đức Phật nói, lấy một cái ví dụ, có một cái khoản đá to, to bằng con trâu ấy, 100 năm có một con chim bay trên trời đậu xuống hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau con chim đó lại bay đến đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Bao giờ hòn đá to như con trâu đó mòn hết không còn một chút nào thì đó là thời gian của một gì? Một đại kiếp, hay còn gọi là một a tăng kỳ kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật, vị bản sư, tức là vị thầy gốc của gì? Của chúng ta, của đạo Phật chúng ta ở trên thế giới Sa Bà này, hiện tại này, ngài trải qua ba tăng kỳ kiếp như vậy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôn giả Xá Lợi Phất mới nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con xem thấy khắp ở trong gì? Trong cõi gì? Nam Thiệm Bộ Châu này, không có một chỗ đất trống nào nhỏ như hạt vừng, hạt cải, là không có xương máu và thịt của Đức Thế Tôn, vì chúng con và vì tất cả chúng sinh mà bỏ thân mạng. Đó, chúng ta thấy thời gian nó lâu xa như vậy, không biết bao nhiêu đời kiếp, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta xả thân cầu đạo như vậy, ngài mới thành Phật. Nay chúng ta có một ai tu một kiếp mà thành Phật được đâu? Có ai tu một đời mà thành Bồ Tát, thành La Hán được đâu, thành Thánh Tăng được đâu? Không có, chắc chắn không có.
Chúng ta thấy Lục Tổ Huệ Năng xuất ra không biết chữ, một cái anh dân tộc không biết chữ, nó xuất ra vào chùa giá gạo mới có 8 tháng gì đã đắc đạo, đã có bài kệ đắc đạo ghi trên tường, và được gì, được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng cho, trao cho y bát, và trở thành Lục Tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Xiển Dương tông phong rạng ngời gì của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Thiền Tông. Nhưng chúng ta thấy, chúng ta chỉ nhìn thấy một gì, một cái anh nông dân, một anh kiếm củi, bóng tiểu khô gì giá gạo thôi. Chúng ta đâu có thấy được đằng sau hay sâu thẳm bên trong trong tiểu khu. Tiểu khu chỉ là cái hình tướng bên ngoài, còn cái gì, cái chất bên trong, đó là Phật Bồ Tát tái thế. Chỉ có Phật Bồ Tát tái thế mới làm được những điều kỳ diệu như vậy trong một thời gian ngắn. Gánh củi qua, đằng sau nghe thấy người ta tụng kinh Kim Cương ở trong nhà, đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm mà ngộ đạo. Lục Tổ cùng ngộ đạo từ khi gì, gánh củi đi qua cửa sổ của cái ông gì, cái ông chủ rồi, cái ông trưởng giả rồi, nghe cái ông trưởng giả là một Phật tử tại gia đang tụng kinh Kim Cương, đến câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm, ngài bước qua cửa sổ nghe thấy cái câu kinh đó, ngài chưa một lần biết viết, cũng chưa một lần được đọc sách, nghe thấy câu nói đó mà ngộ. Ngộ ngộ cái gì? Mà anh tiểu khu chưa từng được học, chưa từng được đọc, chưa từng được viết, mình gọi nôm na là gì, mù chữ. Vậy mà nghe thấy một cái câu kinh khó như vậy, ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm, mà ngài đã gì, đã thấu tỏ được cái nguồn tâm của mình. Đây không phải là phàm phu tục tử có thể làm được, không phải là một chúng sinh học Phật bình thường mới chỉ có một rồi, một vài đời vài kiếp mà có thể làm được. Đây là các ngài thể hiện. Nói như gì? Nói như Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài nói này, đây chính là gì? Phật Bồ Tát vì đại nguyện, vì chúng sinh mà thể hiện ra đời. Đó, cho nên ở đây chúng ta muốn thay đổi được vận mệnh, thay đổi được tướng số, chúng ta có thể làm được. Chắc chắn chúng ta có thể làm được. Nhưng mà chúng ta phải gì? Phải thực sự học Phật, thực sự thực hành các lời Phật dạy thì chúng ta sẽ thay đổi được. Phật tử này hãy tìm đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Có kể về một câu chuyện về một vị quan, về một vị Phật tử sau khi mà tự mình tích phúc thay đổi được vận mệnh của mình. Vì vận mệnh của vị này á, nói là chỉ sống được đến 53 tuổi thôi là chết và không có con. Nhưng khi á, ông chán trường tìm đến một ngôi chùa, gặp một vị thầy hướng đạo cho ông, dạy Phật pháp cho ông. Ông tin, ông học, ông về ông thực hành, ông làm các việc thiện. Và chúng ta thấy 53 tuổi ông không chết. Trước đây bảo không có con, nhưng qua 53 tuổi thì ông đã sinh một đứa con trai. Trước đây nói ông chỉ làm đến chức gì, quan huyện, chi huyện là gì, là hết. Nhưng sau này ông còn làm to hơn chức quan chi huyện này. Trước đây nói là bổng lộc của ông chỉ đến thế là hết. Nhưng sau này bổng lộc của ông được rất rất nhiều. Nhưng những bổng lộc ấy ông lại đem làm công đức, làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, hiếu thảo với mẹ, yêu thương dân tình. Đó, cho nên chúng ta thấy Tích Phúc Cải Mệnh, câu chuyện nói về ông Vương Liễu Phàm, hay quyển sách đó còn gọi là, có tên nữa là Liễu Phàm Tứ Huấn. Các vị tìm đọc quyển sách đó, tìm đọc quyển sách đó sẽ thấy được rằng quan điểm của Phật giáo, Đức Phật nói rõ rằng vận mệnh là do chính chúng ta tạo nên, không do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo nên.
ban phúc và giáng họa cho chúng ta, mà do chính chúng ta vậy.